Huỳnh Như trổ tài để chúc mừng sinh nhật mẹ. Dù rất bận bịu trong việc tập luyện và thi đấu nhưng Huỳnh Như vẫn không quên chuẩn bị một đoạn clip đầy ý nghĩa để tặng mẹ trong dịp sinh nhật. Trưa ngày 27 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước sau 2 tuần tập huấn châu Âu ở hai địa điểm là Đức và Ba Lan. Trong đó, Huỳnh Như phải từ Đức di chuyển sang Bồ Đào Nha xử lý công việc cá nhân rồi mới đáp chuyến bay sau để về sân bay Nội Bài. Dù rất bận bịu trong việc tập luyện và thi đấu nhưng thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không quên chuẩn bị một đoạn clip đầy ý nghĩa để tặng mẹ trong dịp sinh nhật. Vì không thể đoàn tụ với gia đình trong dịp đặc biệt này, Chân Súc sinh năm 1991 đã trổ tài hát bài Má Thương Con Hoài để thay lời muốn nói. Bên cạnh đó, tiền đạo quê Trà Vinh còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành đoạn clip khi để toàn đội cùng đồng thanh chúc mừng sinh nhật má lại, tên của mẹ Huỳnh Như, trong phòng thay đồ. Về Huỳnh Như, cô đang trải qua quá trình dưỡng thương. Trước đó, Chân Súc 32 tuổi đã dính chấn thương trong hiệp một trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội U23 nữ Ba Lan. Chấn thương của Huỳnh Như không nghiêm trọng nhưng cô phải mất khoảng vài tuần để có thể bình phục hoàn toàn. Chính vì vậy, Như không thể ra sân trong trận đấu cuối cùng của chuyến tập huấn châu Âu khi đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Đức. Trong hơn 2 tuần tập huấn ở châu Âu, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung trải qua 4 trận đấu giao hữu và thu lại kết quả khả quan với 2 thắng và 2 thua. Đặc biệt, các cô gái Việt Nam đã thể hiện khá ấn tượng trước đội tuyển nữ Đức. Dù để thua 1-2 trước đội đứng hai thế giới nhưng đây được xem là kết quả đáng khen và cho thấy sự tiến bộ lớn của đội tuyển nữ Việt Nam. Dự kiến vào ngày 5 tháng 7, toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển sang New Zealand để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Tại đây, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có thêm 2 trận giao hữu nữa trước đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ New Zealand. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.